Chào mọi người trở lại kênh mình ha. Thì mình đang đứng ở chuồng của anh Phúc mọi người. Hôm nay mình sẽ làm về cái chủ đề mà muốn khởi nghiệp về chăn nuôi, ngành chăn nuôi gà này mình cần cái điều kiện gì mọi người. Gà anh Phúc này ra hết rồi ha. Anh Phúc anh đi công chuyện gì tới mọi người. Đây gà ra hết rồi, giờ anh có nhờ hai cô chú này xúc phân không người để chuẩn bị cho cái mùa vụ mới nha. Rồi anh Phúc anh về mọi người, sẵn tiện đây mình hỏi anh luôn ha. Anh Phúc ơi, ở trên kênh đó, anh có nhiều người ta muốn học cái nghề chăn nuôi á, mà người ta không biết cần chuẩn bị gì á, anh Phúc anh có thể chia sẻ với mọi người là muốn mà khởi nghiệp cái ngành chăn nuôi gà này mình cần chuẩn bị điều gì anh Phúc? Nhất là đất mình phải rộng, thì một ngày con gà nào mình á là cái diện tích chuồng trại dưới đất luôn phải tối thiểu phải được 400 m2. À, một cái chuồng thì mình xây một cái chuồng hở á, thì nó phải tầm từ 80 đến 100 m2, không cần phải làm chuồng kính. Thì cái chi phí của cái chuồng không á, chưa tính đổ cát nha, làm chuồng với mua tôn mua cây gì đó, tổng chi phí của nó là khoảng gần 20 triệu, là chưa tính cái bình uống nước với cái lẩu cho ăn với mâm cho ăn ngoài được, ngoài 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 xăng là không tính nữa đó, Lưới bao trong vòng lưới luôn. là không tính luôn. Thì một cuồng lưới bây giờ nó khoảng 450 cho đến 500 ngàn một cuồng lưới, thì nó dài khoảng được 40 m đến 50 m thôi. Thì diện tích mình bao nhiêu mình mua bao nhiêu cuồng mình về mình gào lưới lại. Thì cái chuồng hở như vậy thì mình chưa tính gì hết, nếu mà tổng mà để mà mình chăn nuôi 1.000 con gà nầu á thì mình phải cần một cái xem một cái chuồng là 20 triệu ha, đất phải cao ráo ha, nếu mà đất mình cũng ngập là không được nha, cao ráo. Rồi nếu mà khi mà mùa mưa là phải thoát nước cho kịp, chứ ứng nước lại là không có tốt. Thì ít nhất thì mình nếu mà có khả năng có điều kiện thì mình bơm cát ở ngoài sân để cho nó đừng rút nước lại. Đó, là một cái tổng chi phí như vậy là một cái chuồng 20 với ba cái dụng cụ đồ này là 5 triệu, nó đi là 25 triệu là mới có dụng mới đầy đủ dụng cụ để chăn nuôi thôi, còn chưa tính con giống. Con giống gà nọt giờ hiện tại giờ nó dao động, nó tùy dao động từ 12 đến 13 14 ngàn con tùy theo cái lò hấp. Thú y thì nếu thú y mà mình chăm kỹ 1.000 con gà nó tầm khoảng rơi vào 10 triệu đến 12 triệu. Còn nếu mà còn đó là mà trung bình á, còn nếu mà hơi khó khó xíu phải 14 15 triệu, tùy theo mình chăm sóc, tùy theo mà cái môi trường của mình chăn nuôi nữa. Vậy là mọi người là phải cần cái nền rộng rãi giống như cho gà săn chơi cho gà Ừ, đúng rồi, ví dụ như ha. mình cắt một cái chuồng là mình ngang 6 đúng không, ngang 6 thì dài 15, ngang 6 dài 15 thì mình cũng được 90 m2 đúng không, dài 15 là mình làm được 5 lồng căng, ngang 6 mét dài 15 mét thì nó tầm được 90 m2, thì nó khoảng gơ gơ vào cái giá là khoảng là từ 18 đến 20 triệu đó. Thì chi phí mà mình sắm luôn cái mâm bình uống với đèn, chung tổng chi phí của một cái chuồng để hoàn hoàn thiện đến nuôi gà là khoảng 25 triệu, đưa vào đó phải 25 triệu. Còn mình phải kiếm thêm cái đại lý thức ăn với lại cái nguồn thú y nữa anh Phúc. Đúng rồi, mình phải có cái nguồn nguồn thức ăn của mình. Ví dụ thức ăn của mình mà mình mà trả mà đại lý thức ăn mà nó chở vô bao nào trả tiền bao đó là mình chịu không nổi đâu. Nói chung là mình ăn kiểu đó là mình nhát tay lắm, mình không dám cho ăn nhiều. Tốt nhất là mình phải vô thằng đại lý thức ăn mình hợp đồng với nó, là một là mình làm nó sẽ bao tiêu cho mình khi ra chuồng thì mình thanh toán thì sẽ ăn cho nó, hay là mình phải trả trước cho nó 70% ha. Ví dụ như là 1.000 con gà, ví dụ như 1.000 con gà nó ăn tầm là đến ngày sức bán trả chuồng luôn nó ăn và là 300 bao đi, thì 100 bao bây giờ mà một bao bây giờ đến trung bình thôi nha là 350 ngàn một bao, thì 300 bao nó rơi vào 105 triệu thì nó là 100 triệu đi, thì mình phải đưa cho nó trước 70 triệu, còn 30 triệu đó còn lại để khi mà xuất bán chuồng xong thì mình thanh toán số tiền còn lại cho đại lý thức ăn.
Theo anh, dụ như có một số bạn á là đang làm cũng như công việc khác á, rồi muốn nhảy qua ngành chăn nuôi gà này anh, là anh cho một lời khuyên nha. Nếu mà nuôi nuôi số lượng khoảng bao nhiêu là được, hoặc là như thế nào anh Phúc? Nếu mà mình tạm gọi là mình làm hai công việc đi, là từ sáng, ví dụ như là sáng 7 giờ mình 6 giờ dậy mình cho gà ăn, cái 7 giờ mình đi làm đến 11 giờ mình về mình chăm gà, cái 1 giờ trưa mình đi làm đúng không, xong đến 5 giờ chiều mình về mình chăm gà. Thì cái tình hình vậy đó, là anh sẽ khuyên là đừng bao giờ làm cách kiểu đó, cách đó. Lý do thời gian mình không có sát sao vô con gà của mình thì con gà mình nó sẽ bị bệnh hay bị cái gì đó mình không có kiểm soát được nó, và mình không có chạy thuốc liền, mình không có điều tiết được cái thuốc thú y cho con gà mình nó nhanh hết bệnh, gọi là nó không, là nó đang bị nhóm bệnh mà mình phải phòng bệnh liền thì nó không có bị bệnh, và lúc đó thì tỷ lệ hai đầu con của mình càng thấp thì lợi nhuận mình càng cao. Còn nếu mà mình đi làm cái đó vậy á, thì con gà nó lúc đó mình mệt rồi, mình ăn lẹ lẹ rồi còn nghỉ ngơi đi làm nữa, thì đến tối về là ngày mai mình đâu biết nó con gà bị bệnh gì đâu. Thì ngày hôm đó nó ăn bao nhiêu lượng, ăn thức ăn ăn bao sao, hay chỗ nào nắng chỗ nào không nắng, hay là tầm ví dụ nó dở chỗ nào không dở chỗ nào, chung là nguyên có một cái chuồng gà đó mình không kiểm soát được hết thì cái tỷ lệ hao hụt của mình rất là cao, nhất là bệnh nè, phòng bệnh nè, rồi trị bệnh nè, rồi kiểm tra gà có bị trục trặc gì hay không nè. Hồi nhỏ thì cũng nói từ 1 ngày đến 30 ngày không nói gì, mà gà càng ngày càng lớn là nó khác, cách chăm sóc nó khác nhau nữa, mình phải càng kỹ hơn nữa. Bởi vì một lời khuyên là đừng bao giờ là vừa đi làm và vừa chăn nuôi, một là đi làm luôn, hai là chăn nuôi. Còn nếu mà bây giờ nếu chăn nuôi thì một một mình nuôi 1.000 con gà, thôi vậy mình nuôi 2 ngày 3 ngày con gà đi, cũng là 1 ngày công lao động của mình, thì mình sẽ đỡ cực hơn, tới tỷ lệ mình có thể mình kiếm được được nhiều tiền hơn, và đó là mình nói về vấn đề là mình bán được có giá. Còn lỡ như mà không có giá thì mình cũng lỗ nhiều hơn ta, người ta mình nuôi 3.000 mình sẽ lỗ 3.000, người ta nuôi 1.000 ta lời 1.000 đúng không, mình nuôi 3.000 mình lời 3.000, đó là điều tất nhiên. Chăn nuôi mà đâu phải ai nói trước là chăn nuôi cái gì cũng có lợi, nếu lời vậy mà là ai cũng đi chăn nuôi, đâu có ai đi làm công gì nữa, đi chăn nuôi thì có thắng có thua đúng không, có khi quỵ vốn có khi lỗ có khi thắng gì đó, nói chung là giá cả là do thị trường quyết định. Thì anh Phúc á, là đối với 1.000 con gà mà mình trung bình á, ở đây mình lời khoảng bao nhiêu, và lời khuyên cho mấy bạn là nếu mà lương ở tầm bao nhiêu thì mình, ví dụ mình đừng nên đi nuôi gà, hoặc là mình nên nuôi gà anh Phúc? Nếu 1.000 con gà mà giá mà khá khá được được đó, là mình lời được khoảng 15 đến 17 triệu ha. Thì 15 17 triệu mà bây giờ mình tính đi làm công cho người ta đi, một tháng mình kiếm được 7 triệu, trừ hết chi phí ra mình còn 5 triệu, thì 4 tháng là 20 triệu đúng không. Thì 20 triệu đó thì thôi mình khỏi nuôi gà mình đi làm công đi, tại bây giờ 20 triệu chắc 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 là có 20 triệu. Còn mình chăn nuôi lỡ như cái mùa đó ra thất bại sao, không phải được 15 18 triệu mà mình âm âm làm sao, mình lỗ làm sao. Còn nếu mà chăn nuôi á là bỏ hết tất cả, chỉ ở nhà vừa chăn nuôi và vừa chăm cái vườn tược mình hay chăm cái gì thôi, đó là chỉ làm gì thôi, gọi là đưa đưa đón con đi học, phụ gia đình thêm buôn bán gì đó thì được. Còn nếu mà một bên này vừa đi làm mà bên kia vừa chăn nuôi là rất là nguy hiểm, cái độ an toàn nó mới cao. Lý do là chỗ nào cũng làm ba mứa hết trơn, vậy là mình không không chú tâm vô con gà mình. Giờ tính đi 1.000 con gà mà khi mà đến mà sức chuồng á, là vốn tổng vốn mình nó là khoảng từ 110 đến 120 triệu 1.000 con gà, Chưa tính chuồng trại chăn nuôi có sẵn chỉ đó là vốn của 1.000 con gà nồi đó nha. 1.000 con gà nồi vốn á, là thú y nè, con giống nè, thức ăn nè, cộng lại là từ 110 đến 120 triệu. Còn nếu mà mình ham đi làm vậy, một tháng mình kiếm 5 7 triệu 10 triệu, giờ 120 triệu có tiếng gì hay sao, mình phải cân nhắc, mình đưa lên bằng bằng cân, mình cân nhắc cái nào nên và không nên. Cái vốn của mình á, thấy bắt đầu ít ít nhưng mà càng về sau mà càng sức chuồng á, vốn càng cao, thì mà mình tính thì phải 110 120 triệu rồi, thấy ghê chưa. Vậy là mình lỡ đi làm có chuyện gì là chết mình luôn. Cái một con gà bây giờ nếu mà mình trung bình bây giờ là 170 ngàn, mà mình đi làm một ngày đó mà nó chết được 3 con hết là 450 500,
đúng không, mà ngày mình làm có 300.000, 250, mà mình chết ba con hết 500 để đi làm gì, ở nhà chăm gà sướng hơn đúng không? Với cái trường hợp mà ví dụ như người ta có sẵn vườn, ví dụ như chuồng chôm hay là chuồng tược này, người ta kết hợp thêm việc chăn nuôi gà là ổn hơn không? Đúng rồi, ví dụ như mình có đất mình rộng gọi chừng 5 7 công gì đó, mình có vườn trái cây hay vườn dừa bất cứ gì cũng vậy, thì mình để cái chuồng gà đó mình vừa chăm sóc rồi mình chăm vườn mình, rồi mình không cần phải mua phân bón cho cây mình có lượng phân gà cố định rồi, mình đem ra bón phân của mình, rồi ví dụ mà mình làm gì thêm bậy bạ nhà gì á thì cũng, nhưng mà nghĩ cũng an toàn hơn. Còn nếu mà vừa đi làm mà vừa chăn nuôi là khuyên là đừng làm như vậy, chỉ là một là chăn nuôi, hai là đi làm, không có làm gì đó. Còn thì vợ mình cũng vậy, ví dụ như mình có gia đình mình đưa vợ mình chăm sóc gì đó, vợ mình có am hiểu về thú y hay không, vợ mình có bám sát gì con gà hay không, chăn nuôi là phải bám sát, bám càng sát càng tốt để mình hiểu được về nó, mình biết nó bị cái gì mình cho ăn khống chế liền đó, phòng bệnh liền, chứ đâu không phải để xảy ra cái là mình mới đi đi kêu thú y, lúc đó là đã chậm rồi, rồi tỷ lệ hao đồ con nó cao nhiều rồi đúng không, nên cái gì phải bám sát, chăn nuôi là phải bám sát. Và thường thường á, tụi anh ở đây là 5 giờ đã dậy đó, là đi kiểm tra gà có bị gì không, mà 5 sáng đã chuẩn bị đó, lúc đó là ngày hôm đó là đi đi thuốc gì là phải chuẩn bị hết trong người đó, chứ không phải là muốn 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 đi là đi không. À, khi con gà khỏe mạnh thì mình không cần đi thuốc, mình cần đi cho ăn không cũng được, ăn thuốc bổ thôi cũng được để nó mập. Rồi nó có nhiều giai đoạn để mình thúc của con gà mình lắm, ở giai đoạn nào nên cần thúc cái gì, giai đoạn nào không cần thúc cái gì. Thì mình nói chung đó là nuôi nuôi gà chăn nuôi á, tổng lên chăn nuôi đi là mình chi phí mà chi ra thấp nhất thì lợi nhuận hải thành cao nhất. Quan trọng là thức ăn nữa, thức ăn mình hiệu quả tốt thì con gà mình ăn tỷ lệ ăn ít đầu bao, ít số bao, mà chỉ để mặt vẫn cao thì mình mới lợi lợi nhuận cao. Còn bây giờ mình lấy thức ăn rồi rẻ tiền, dù anh xài thức ăn 350, anh ăn ngày con gà anh ăn là 260 bao, còn em lấy thức ăn là 320.000, 1.000 con gà em ăn là là 320 330 bao, mà số ký giống nhau, vậy anh lợi em lợi đúng không, nên mà mình phải tính ra được cái sát sao về cái đoạn, cái tỷ lệ FCA của một cây cám, trong một cái cám nó mình tính ra được cái tỷ lệ FCA đó thì mình mới mới tính ra được nó là con gà mình ăn bao nhiêu bao thì nó được 2 ký, 2 ký thịt. Anh Phúc cũng có câu hay mọi người, thì mình nuôi nó mốt nó nuôi là mình hết mọi người. Rõ ràng bây giờ mình làm lụy cho nó đi, mình chăm nó đi, sau này nó sẽ chăm mình lợi, nó cho mình tiền, nếu mình chăm nó kỹ thì sau này nó sẽ cho mình tiền, còn nếu mình chăm không kỹ là sau này mình ói tiền ra vậy đó, nó rất là đơn giản đúng không. Cái gì mình gán o bế nó, ví dụ 1.000 con gà mình o bế còn được 970 980 con mà nó mập đàng hoàng, lông lá đẹp đẽ đàng hoàng, mình bán được cái giá ví dụ 80 82 gì đó thì mình cũng kiếm được 20 triệu hoặc là 18 triệu. Bây giờ mình gán chăm kỹ nó thì mình không phải là 20 triệu mà là 22 23 triệu đúng không, mình cao hơn xíu nữa thì mình gán gán lo nó thì sau này nó sẽ lo thêm lại. Vậy đó. Thôi mọi người, thì mình cũng hỏi anh Phúc một số câu thôi, còn mọi người có thắc mắc gì thì cứ comment nha mọi người, thì mình cố gắng mình sẽ ra clip mình giải thích thêm. Video của mình chắc cũng xin kết thúc tại đây ha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Chúc bà con làm ăn phát tài phát lộc vạn sự như ý nha.